Rồi, ở trong cái buổi hôm trước là chúng ta đã hoàn thành xong cái chi tiết thân rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích những cái chi tiết còn lại và chúng ta sẽ thực hành chúng ta dựng nó thành những cái khối 3D nha. Ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta sẽ phân tích cái bản vẽ bên đây là cái ống bao này. Những anh em nào chưa có tải được cái tài liệu này về á, thì anh em hãy tham gia vào nhóm. Ở trong cái nhóm thì mình có gửi cái đường link để cho anh em tải cái tài liệu này về nha. Còn trong trường hợp mà anh em chưa có tham gia vào nhóm á, thì anh em có thể comment ở đây thì chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ lại cái mã QR để anh em có thể quét cái mã QR đó để anh em vào nhóm nha. Và tốt nhất là anh em nên vào nhóm nha, tại vì sau này á, là chúng ta sẽ có những thông báo trên nhóm cũng như là tài liệu các kiểu thì mình sẽ gửi trên nhóm nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại cái bản vẽ này của mình. Thì khi mà các bạn đọc một cái bản vẽ chi tiết thì chắc chắn là chúng ta đã biết được cái quy trình chúng ta đọc rồi. Ở trong cái buổi hôm trước mình cũng đã chia sẻ sơ qua cho các bạn cái quy trình để mà chúng ta đọc. Còn những bạn nào chưa biết cách đọc bản vẽ như thế nào thì các bạn có thể vào nhóm. Các bạn có thể vào nhóm thì sau khi buổi live này thì mình sẽ gửi cho các bạn một cái cuốn tài liệu là kỹ năng đọc hiểu bản vẽ cơ khí. Hoặc là các bạn có thể là lên trang web của mình để mà các bạn tải cái cuốn tài liệu này về cũng được ha. Hiện tại thì mình đã public cái cuốn tài liệu này lên trên cái trang web của mình rồi. Đó là một trong cái cuốn tài liệu mà không thể thiếu, nó sẽ giúp cho anh em biết được cái quy trình chúng ta đọc một cái bản vẽ chi tiết như thế nào nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành để khi mà chúng ta nhìn vào một cái bản vẽ chi tiết như thế này, việc đầu tiên chúng ta cần phải xác định là cái bản vẽ chi tiết này nó đang được thể hiện ở cái phương pháp chiếu nào. Và hiện tại đây là một cái bản vẽ đang được thể hiện ở phương pháp chiếu góc phần tư thứ nhất ha. Và đây chúng ta sẽ có hai hình chiếu. Hình chiếu thứ nhất là hình chiếu này chúng ta sẽ gọi là hình cắt kết hợp. Tại sao mình gọi là hình cắt kết hợp? Tại vì ở đây nè, nó là một cái dạng chi tiết tròn xoay, và đối với những dạng chi tiết tròn xoay á, thường người ta sẽ thể hiện cái bản vẽ ở dạng hình cắt kết hợp. Thì ở đây chúng ta sẽ gồm có là một nửa là hình cắt, nửa phần dưới đây nè là hình cắt, còn nửa trên đây nè là hình chiếu. Và đối với cái hình kết hợp như thế này á, thì những cái đường nét đứt á, là người ta không có thể hiện ha, người ta chỉ vẽ như thế này thôi. Và việc của chúng ta là chúng ta đọc và chúng ta phải hiểu nó. Khi mà chúng ta vẽ những cái chi tiết dạng đối xứng như thế này, những cái chi tiết đặc biệt là những cái chi tiết dạng tròn xoay thì thường người ta sẽ thể hiện cái dạng này. Và khi mà các bạn đọc cái bản vẽ này, các bạn phân tích thì các bạn sẽ hiểu được nó. Sau đó các bạn rút ra được cho mình một cái bài học, đó là sau này khi mà chúng ta tự mình thiết kế ra một cái bản vẽ chi tiết mà cái bản vẽ chi tiết của mình có tính chất đối xứng, hoặc là cái bản vẽ chi tiết của mình ở dạng tròn xoay, ví dụ như là những cái ống hay là những cái trục chẳng hạn đó, thì người ta sẽ thể hiện cái hình chiếu dạng là hình chiếu kết hợp như này, hình cắt kết hợp như này. À, chứ người ta không vẽ hình chiếu nha anh em, hoặc là người ta cũng không có vẽ hình cắt toàn phần. Có nhiều trường hợp thì người ta sẽ vẽ hình cắt toàn phần, nhưng mà có một số trường hợp người ta sẽ không vẽ hình cắt toàn phần, người ta sẽ vẽ hình cắt kết hợp như thế này. Rồi ở bên đây là chúng ta sẽ có cái này gọi là hình cắt. Chúng ta sẽ cắt ngang đây nè. Bên đây cũng là nửa hình cắt thôi, tại vì nó có tính chất đối xứng nên người ta chỉ vẽ phần nửa thôi. Hình cắt này nó cắt ngang mặt phẳng A, thì hình cắt này ở chiếu cạnh chúng ta gọi là hình cắt cạnh ha. Hình cắt cạnh. Rồi chúng ta phân biệt được hình cắt rồi đó, thì bây giờ chúng ta sẽ xem những cái yêu cầu kỹ thuật. Thì những cái yêu cầu kỹ thuật này á, thì tạm thời khi mà chúng ta dựng 3D á, thì nó sẽ không quan trọng, nhưng mà nếu như mà chúng ta đọc bản vẽ và chúng ta muốn hiểu được nó thì chắc chắn là các bạn phải hiểu được những cái yêu cầu kỹ thuật và những cái ký hiệu đang được trình bày ở trên cái bản vẽ này. Ví dụ như ở đây chúng ta có cái ký hiệu này là ký hiệu đoạn nhắm bề mặt. Khi mà các bạn đọc bản vẽ thì các bạn nhìn vô đây các bạn cũng có hiểu là ký hiệu này có ý nghĩa là gì. Hoặc là chúng ta nhìn vô đây chúng ta thấy cái ký hiệu đoạn nhắm bề mặt ở đây, thì các bạn cần phải hiểu là tại cái vị trí này người ta để ký hiệu này dùng để làm cái gì. Hoặc là ở đây người ta có cái ký hiệu là dung sai kích thước chẳng hạn, đây phi 85H9 nè, thì các bạn cần phải hiểu là phi 85H9 là gì. Hoặc là phi 110U8 thì các bạn cần phải hiểu là phi 110U8 này có ý nghĩa là gì. Thì ở trong cái cuốn kỹ năng đọc hiểu bản vẽ mình đã chia sẻ cho các bạn rất là chi tiết cái cách để mà chúng ta có thể đọc và hiểu được những ký hiệu này có nghĩa là gì rồi ha. Các bạn chưa có cái quyển đó thì các bạn sẽ vào trang web của mình các bạn tải, hoặc là các bạn sẽ tham gia vào nhóm của mình. Thì sau khi mà mình kết thúc cái buổi live này thì mình sẽ gửi cho các bạn cái đường link để các bạn có thể là tải cái cuốn tài liệu đó. Và nếu như hiện tại các bạn đã có cái cuốn tài liệu đó rồi, cái cuốn tài liệu kỹ năng đọc hệ bản vẽ của mình rồi, thì các bạn comment xuống đây là đã có ha. Đây chính là cái quy trình để mà chúng ta bắt đầu chúng ta đọc một cái bản vẽ chi tiết. Và sau này bạn là người tự thiết kế ra bản vẽ thì việc của bạn là bạn phải trình bày cái bản vẽ của mình nó cũng phải có đầy đủ như này. Nó gồm có là cái gì, hình chiếu, hình cắt kết hợp chẳng hạn nè, rồi những cái ký hiệu ở trong cái bản vẽ cơ khí của mình, ví dụ như là ký hiệu mặt cắt,
Rồi những cái ký hiệu về độ nhám bề mặt hoặc là những cái ký hiệu về dung sai kích thước như thế này. Thì để làm được điều đó bắt buộc là các bạn phải hiểu được cái bản chất của nó thì các bạn mới làm được. Còn nếu như các bạn không hiểu bản chất của nó thì chúng ta sẽ không làm được. Hoặc nhiều khi chúng ta không hiểu nó mà chúng ta cố tình chúng ta ghi vào trong bản vẽ thì chúng ta trở thành là một người học vẹt thôi. Chúng ta ghi cho có thôi nhưng mà chúng ta không hiểu được bản chất vấn đề. Như vậy thì cũng không được ha. Rồi, anh em chưa vào nhóm thì anh em sẽ quét cho mình cái mã QR. Cái mã QR ha. Còn trang web thì anh em sẽ gõ từ khóa là YUNI nha anh em. Anh em sẽ quét mã QR ha. Còn trang web thì anh em sẽ gõ cho mình từ khóa là YUNI. Thì nó sẽ ra cái trang web của mình ở đây. Anh em bấm vào trang web. Thì khi mà vào trang web của mình thì anh em sẽ bấm vào cái hệ sinh thái. Ở trong hệ sinh thái thì mình sẽ có những cái bộ tài liệu về chuyên ngành cơ khí, cũng như là tài liệu học AutoCAD và tài liệu học eWinter. Các bạn sẽ vào đó để mà các bạn tải những bộ tài liệu về. Ví dụ đây, anh em vào web của mình rồi, anh em bấm vào hệ sinh thái này, anh em sẽ thấy là chúng ta sẽ có là tài liệu hộp giảm tốc, tài liệu về chuyên ngành cơ khí, tài liệu về học AutoCAD hoặc là tài liệu eWinter. Ví dụ mình nói là tài liệu chuyên ngành cơ khí, mình bấm vào tài liệu chuyên ngành cơ khí đi. Thì ở đây nó sẽ liệt kê ra cho chúng ta những cái bộ tài liệu, rồi sắp tới là mình sẽ up thêm những cái bộ tài liệu trên đây nữa. Đối với tài liệu chuyên ngành cơ khí thì chúng ta có rất là nhiều. Việc của mình là mình cố gắng dành thời gian ra để mà tham khảo những cái bộ tài liệu này, tại vì nó là những cái kiến thức nền tảng để giúp cho chúng ta có thể là tăng được cái kỹ năng về thiết kế của mình lên. Rồi cái cuốn mà mình vừa nói anh em là cái cuốn kỹ năng đọc hệ văn vẽ cơ khí ở đây ha. Anh em sẽ bấm vào tải ở đây để anh em tải cuốn này về. Để ở trong cái cuốn này mình có chia sẻ cho anh em từng bước để mà chúng ta đọc một cái bản vẽ lắp như thế nào, rồi chúng ta đọc một cái bản vẽ chi tiết như thế nào, cũng như là chúng ta có những cái thủ thuật nào để mà chúng ta có thể là vẽ tách từng cái chi tiết ở trong cái cụm lắp ra. Thì trong cuốn này đều có hết nha anh em. Rồi anh em đã tải được cuốn này rồi thì anh em comment là đã tải giúp mình ha. Rồi bên cạnh đó thì anh em hãy giúp mình chia sẻ cái buổi live này để bạn bè của mình cũng có thể là tham gia vào cái buổi live này của mình ha. Rồi anh em giúp mình thả tim để cái buổi live chúng ta đạt được nhiều tim hơn nha anh em. Sắp tới thì mình sẽ up thêm nhiều bộ tài liệu nữa, thì mỗi khi mà mình up thêm tài liệu á thì mình sẽ nhắn tin vào trong group để cho anh em biết và anh em có thể là lên tải về nha. Chúng ta học cơ khí thì chúng ta cố gắng là đọc thêm nhiều tài liệu để mà chúng ta nâng cao được cái kỹ năng của mình lên nha. Sách này ri em ơi, mình chỉ cần lên đây mình bấm mình tải về thôi nha. Sách này mình có chữ tải miễn phí mà. Rồi ok anh em nha, bây giờ mình sẽ tiếp tục cái buổi học của mình. Thì ở đây bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết ống bao này. Thì đối với những cái chi tiết dạng tròn xoay như thế này thì ở trong eWinter chúng ta sẽ sử dụng một cái lệnh, đó chính là lệnh quay, lệnh revolve nha, một lệnh revolve thôi. Tức là sau khi mà chúng ta biết được nó rồi thì ở đây chúng ta có thể là vẽ cái biên dạng cho nó. Thì khi mà chúng ta vẽ cái biên dạng thì chúng ta cố gắng là chúng ta vẽ một cái biên dạng đơn giản thôi. Còn những cái nào mà phức tạp á, thì sau này chúng ta dựng xong cái khối đơn giản rồi chúng ta mới bắt đầu chúng ta đi chamfer, chúng ta fillet nó. Thì ví dụ trong cái trường hợp này thì mình có thể là vẽ một cái biên dạng đơn giản như thế này. Ở đây các bạn thấy là chúng ta dựa vào cái hình chiếu ở trên đây nè. Thì anh em có thể là vẽ một cái hình như thế này. Đây là chúng ta có một bậc nè. Chúng ta hạ xuống, chúng ta qua đây. Đi lên, qua đây đi xuống, đi lên, qua đây đi xuống. Thì chúng ta sẽ có những cái bậc như thế này. Sau đó chúng ta quay nữa là xong. Rồi sau khi chúng ta quay xong rồi á, thì chúng ta mới tiến hành chúng ta đục lỗ ở trong đây. Hoặc là chúng ta có thể vẽ luôn cái biên dạng ở trong đây luôn, rồi sau đó là chúng ta đục mấy cái lỗ này nữa là xong. Thì tùy vào cái mong muốn của các bạn thì các bạn có thể là thiết kế như thế nào đấy. Rồi ví dụ trong trường hợp này thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta vẽ. Ở đây anh em sẽ mở eWinter lên. Nó thì hôm bữa là chúng ta đã tạo cho mình cái reset rồi. Khi mà chúng ta mở cái reset này lên thì chúng ta thấy là hôm bữa là chúng ta đã có cái thân rồi, thì nó nằm ở đây. Chúng ta dễ dàng quản lý được tất cả các bản vẽ ở trong cái cơ cấu hoành trượt này của mình. Chúng ta quản lý được nó rất là dễ dàng. Bây giờ chúng ta sẽ tạo file mới. Chúng ta chọn new. Rồi chúng ta chọn mm. Rồi anh em giúp like, giúp mình thả like để cái buổi like của mình đạt được 1000 cái like nha anh em.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm chuột phải chọn New Sketch, chúng ta sẽ chọn một cái mặt phẳng, ví dụ mình chọn mặt phẳng này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái biên dạng của cái chi tiết của mình. Thì cái biên dạng của mình nó sẽ như thế này. Ví dụ ở đây chúng ta đang có một cái đường đầu tiên, đường này là cái đường tâm. Rồi mình bấm chuột phải, mình chọn là Centerline để mình thể hiện đường này là đường tâm. Ở đây chúng ta sẽ có những cái bậc như sau. Chúng ta sẽ có, lúc nãy chúng ta phân tích là chúng ta có một bậc đi lên nè, rồi đi ngang nè, rồi đi xuống nè, rồi đi ngang nè. Để xem nha. Rồi đi lên nè, đi xuống nè. Rồi chúng ta sẽ có này, đi lên đây nè. Rồi đi ngang nè, rồi đi xuống nè, đi qua nè, đi lên nè, đi ngang nè, đi xuống nè. Rồi từ đây chúng ta mới thẳng ở đây luôn hay sao ấy. Đây chúng ta có một đường thẳng vô đây, vô đây, vô đây. Đây chúng ta có đây nè, xuống đây, qua đây. Rồi tạm thời chúng ta sẽ có cái biên dạng như vậy nha anh em. Sau khi mà chúng ta đã có được cái biên dạng như vậy rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ghi kích thước thôi. Thì ghi kích thước ở đây thì chúng ta sẽ ghi cái đường kính ha. Ví dụ cái đường kính lỗ này nè, hiện tại thì do mình vẽ nhỏ quá. Ở đây thì mình sẽ ghi ở ngoài này trước đi nha, đường kính bao này trước. Thì cái đường kính bao này người ta cho mình là bao nhiêu? Ở đây người ta cho mình cái đường kính bao này là 110. Rồi thằng này là 105. Thằng này vẫn là 110. Rồi cái thằng này thì nó không cho mình kích thước luôn nhỉ. Thì thằng này mình nghĩ là nó cũng là, để mình xem nha. Rồi tạm thời mình ghi này trước đi, 110. Mẹ năm. Rồi mình xem cái kích thước ngoài này là bao nhiêu nha anh em, xem là nó có cho mình chiều dày hay không. Ở trong đây nó cho mình kích thước có lỗ này là 60 này. Mình sẽ ghi kích thước có lỗ này 60 luôn nha. Đây chúng ta có kích thước lỗ này 60. Đó. Ở đây thì chúng ta có một cái bậc nữa, nhưng mà ở đây mình xem là nó không có cho mình kích thước anh em. Để mình xem là ở đây nó có cho mình cái chiều dày hay không. Không cho mình cái chiều dày thì nó bị khó đấy. Xem là nó có liên quan đến cái thằng ở trên đây hay không nha. Đường kính trong bằng 85 thì chúng ta sẽ ghi đường kính trong bằng 85 trước đây ha. Thằng này là bằng 85 này. Trong trường hợp thằng ở ngoài này nè, mình không thấy được nó cho mình kích thước bao nhiêu thì chúng ta có thể dự đoán nha anh em. Trong trường hợp này thì nó không cho nè, ở bên cái hình cạnh bên đây nó cũng không cho chúng ta luôn. Ở đây thì thằng này là, để mình xem coi, nó bị mất kích thước. Nếu như vậy thì chúng ta có thể là chúng ta cho nó, thằng này là 105, thằng này mình thấy là nó nằm ở dưới chút xíu nè, thì chúng ta có thể tự cho. Đây. Hoặc là nó có thể là 105 luôn ha anh em ha, thì chúng ta có thể là cho nó là bằng 105 luôn đi. Đây. 105 luôn. Như vậy là chúng ta đã có được những cái đường kính. Bây giờ chúng ta sẽ ghi những cái chiều dài. Thì cái chiều dài đầu tiên của chúng ta là bao nhiêu? Cái đoạn này. Thì cái đoạn này chúng ta vét 6 ly. Cái đoạn này chúng ta sẽ có là 13 ly. 13 ly. Rồi chúng ta có cái chiều dài này là bằng 13. Tiếp tục là chúng ta sẽ có cái đích 7 ly nè. Thằng này 21 ly nè, thằng này 42 ly. Này là 7 ly. Rồi này là 21. Rồi trong trường hợp mà chúng ta nắm là chúng ta kéo ra thôi ha. Rồi chúng ta có cái từ đây đến đây là bằng 42. Rồi cái chiều dài tổng của nó là bằng 145. Đây. 145. Rồi
Chúng ta tiếp tục là chúng ta sẽ có một thằng nữa là cái chiều dày ở trong đây. Thì cái chiều dày ở trong đây nó cũng là bằng, các bạn thấy nó vẽ nè, thì nó cũng bằng bao nhiêu? 13 ly luôn nha. Đây thằng này cũng bằng 13 ly luôn. Rồi tiếp tục chúng ta xem là nó còn cái gì nữa. Rồi ở đây các bạn thấy là cái bản vẽ của mình nó chưa được full. Vậy thì trong trường hợp nó chưa được full này, nó chưa được full cái gì, mình nắm mình di chuyển nè, anh em thấy là nó còn di chuyển được nè đó, tức là bản vẽ của mình nó chưa được full. Vì vậy ở đây chúng ta có thể là chúng ta so với cái góc này nè, cái điểm này, ví dụ mình sẽ cho nó thẳng hàng thử ha. Nếu đứng lên thì phải, đây cái điểm này, cái điểm này nè. Đó, mình cho nó đứng lên như thế này, thì khi mà các bản vẽ của mình được như thế này nè thì nó mới full. Chúng ta sẽ thấy là nó sẽ được full ha. Đây mình xem là nó còn cái gì nữa không. Ok rồi, cái chiều dài này chưa có nè, chiều dài đường tâm này chưa có, cho nên nó dưới đây nó còn hiển thị là một cái kích thước cần phải ghi nè, thì thôi mình ghi luôn cái đường tâm này luôn đi ha. Đó đại đi không sao. Rồi mình chọn phím nẹp, sau đó mình bấm chuột phải, mình chọn revolve thì nó sẽ tự động revolve ra cho chúng ta như thế này. Ok đó, như vậy là chúng ta đã ra được cái biên dạng đầu tiên. Rồi bây giờ chúng ta mới tiến hành chúng ta đục lỗ. Ở đây thì cái chi tiết này nó đơn giản thôi, tức là đầu tiên chúng ta sẽ vát mép hàng này. Hàng này nó có là 6 nhân 45 độ, ở trong đây là 3 nhân 45 độ. Xem mà mình xem những cái ăn sao này nó còn chỗ nào vát mép hay không. Chúng ta không còn chỗ nào vát mép hết, có hai chỗ này vát mép thôi. Thì chúng ta sử dụng cái lệnh chamfer cùng một lúc luôn để sau này chúng ta quản lý lệnh cho nó dễ. À, đầu tiên là chúng ta vát mép này 6 nhân 45 độ, sau đó chúng ta vát mép thẳng ở trong đây là 3 nhân 45 độ nữa là xong. Rồi ở đây chúng ta sẽ vát mép ha, chúng ta dùng lệnh chamfer. Rồi chúng ta sẽ vát mép là 6 nhân cho 45 độ là cạnh này. Là một em đúng không? Rồi cái em ở trong đây nè, cái em trong đây nè, là chúng ta vát 3 nhân 45 độ, thì đây chúng ta nhấn apply, tiếp tục chúng ta nhấn vô là 3. Chúng ta vát thẳng trong đây. Apply. Rồi, và chúng ta vát hai thằng, một thằng 6 và một thằng 3. Sau đó tiếp tục chúng ta sẽ tiến hành chúng ta làm cái gì? Tiến hành chúng ta đục những cái lỗ này. Thì ở đây chúng ta có 8 lỗ phi 22, có khoảng cách từ nó đến đây là 26. Thì để đục những cái lỗ này chúng ta có rất là nhiều cách. Nhưng mà cách đơn giản nhất thì anh em có thể sử dụng cái lệnh là extrude cut, sau đó là chúng ta sử dụng lệnh array ra 6 lỗ là chúng ta sẽ ra được cái thằng này. Còn lại anh em có thể là sử dụng những cách khác đều được, hoặc là chúng ta sử dụng lệnh point để mà chúng ta đục lỗ cũng được nhá. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có nhiều cách lắm. Ví dụ trong trường hợp này mình dùng cái cách nó đơn giản đây, tức là mình sẽ vẽ một cái sketch đây ha. Mình sẽ lấy cái mặt phẳng này chẳng hạn. Đó, mình chọn như thế này. Mình sẽ vẽ một cái đường tròn nằm đây. Thì cái đường tròn này có phi bằng 22 phải không? Đường tròn này nó có phi bằng 22 đúng rồi. Rồi cái khoảng cách của nó là từ ở ngoài này vô đây là bằng 26 ly này. Đó. Ở đây các bạn có thể bấm F7. Đấy. Chúng ta sẽ đo từ đây đến đây là bằng bằng 26 ly. Rồi, thằng này của mình hiện tại nó chưa full. Giờ mình muốn cho nó nằm ngang luôn, tức là cái điểm tâm này mình cho nằm giống đây luôn. Đấy. Rồi, ok. Từ đây mình mới sử dụng cái lệnh là extrude. Mình extrude, mình cắt nó. Mình cắt nó. Sau đó là mình mới sử dụng lệnh array nè. Rồi mình chọn array quanh cái lỗ này, chúng ta array ra 8 lỗ. Ok. Chúng ta sẽ ra được 8 lỗ như thế này. Rồi tương tự như vậy ha, ở ngoài này thì nó có là 4 lỗ thôi, ở đây nó có 4 lỗ thôi, 4 lỗ là 4 lỗ phi 6 nằm ngay giữa. À, khoảng cách này là khoảng cách là 14 ly, thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. À, lúc nãy thì mình chọn cái mặt phẳng nào, đây lúc nãy mình chọn mặt phẳng này ha, thì bây giờ mình chọn lại mặt phẳng này luôn, đây mặt phẳng này luôn.
Rồi chúng ta vẽ một cái lỗ đây, 6 ly. Rồi chúng ta đo từ đây đến đây là 14. Rồi chúng ta cho nó nằm ngang. Ok. Rồi ở đây chúng ta cũng có thể là extrude cắt lên. Extrude cắt. Sau đó dùng là array. Array quanh này, array 4 lỗ thôi. Ok. Thì cuối cùng là chúng ta sẽ ra được cho mình cái bản vẽ như thế này. Ở đây thì chúng ta sẽ chỉnh màu cho nó, ví dụ vậy ha. Chúng ta có thể là gán vật liệu cho nó. Rồi ví dụ vật liệu này đây cho đẹp. Đó. Rồi, ở đây thì anh em có thể là vào đây để mà chúng ta xem cái mặt cắt nè. Đây, trong trường hợp này giống như thế này. Thì để coi là đây, hình của mình như thế này. Đó, khi mà chúng ta cắt ra toàn phần chúng ta xem thì nó như thế này nha anh em. Đó. Ok chưa? Phần mềm gì? Phần mềm này là phần mềm Inventor nha. Cắt 24 có lệnh test online. Lệnh nào thay thế lệnh test online hả? Là sao bạn? Mình đang chia sẻ phần mềm Inventor mà. Ok. Anh em giúp mình chia sẻ cái buổi live này nè, để bạn bè của mình cũng có thể tham gia vào buổi live này. Rồi anh em cũng có thể là giúp mình thả team ha, để cái buổi live của mình được nhiều team hơn anh em. Thấy nhiều team thì nó ok. Nó vui. Đó, như vậy là chúng ta đã có được cái chi tiết này. Đơn giản. Rồi chúng ta quay nó lại kiểu này đây ha. Là kiểu nào đây? Kiểu này đây. Rồi. Sau đó là chúng ta lưu lại nha anh em. Chi tiết này của chúng ta có tên là ống bao. Bao. Rồi chúng ta xem lại. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi qua vẽ những cái chi tiết tiếp theo. Ở dưới đây chúng ta sẽ có cái con trượt. À, thì cái con trượt này chúng ta cũng bắt đầu chúng ta đọc bản vẽ và chúng ta phân tích nó. Ở đây anh em thấy là khi mà chúng ta thiết kế một cái chi tiết trục á, và sau này anh em ra ngoài anh em thiết kế một cái chi tiết trục, anh em cũng phải để ý ở đây có một phần rất rất là quan trọng mà chúng ta cần phải để ý, đó chính là cái chỗ này. Cái chỗ này là cái hình trích và nó có ý nghĩa là cái góc thoát dao. Tại sao chỗ này có góc thoát dao? Tại vì tại cái vị trí này nè anh em, người ta đang gia công ren và ren của nó là ren M30. À, trong khi đó cái đường kính trục của mình ở đây là phi 55. Vậy thì nếu như mà chúng ta vẽ không có góc thoát dao mà chúng ta gia công ren tới đây luôn á thì người ta gia công không được. À, người ta gia công không được. Vì vậy tại chỗ này phải có góc thoát dao. Và nếu như cái góc thoát dao ở đây nè, chúng ta ghi cái kích thước trực tiếp ở trên cái bản vẽ của mình luôn á thì chúng ta sẽ không thấy được cái hình dạng của nó một cách rõ ràng. Vì vậy ở đây người ta mới tiến hành người ta vẽ cho chúng ta một cái hình trích. Tại cái hình trích này nó đang được thể hiện ở cái tỷ lệ là 2:1, tức là người ta đang phóng to cái vị trí này lên 2 lần. Từ đó người ta mới tiến hành người ta ghi kích thước và chúng ta nhìn vào cái chỗ này thì chúng ta thấy được rõ ràng cái kết cấu của nó cũng như là cái kích thước được thể hiện ở đây như thế nào. Ok cho anh, ok anh em ha. Đó, và sau này khi mà anh em thiết kế một cái chi tiết trục chẳng hạn ở trên trục của mình có gia công riêng thì chúng ta nhớ là chúng ta phải vẽ thêm cái rãnh thoát dao ở đây nha. Thiết kế khuôn có khó không thì nói chung là cũng khó nếu như mình không có cái kiến thức nền tảng về nó. Nói chung là học nào cũng vậy hết, nếu như chúng ta không có kiến thức nền tảng về nó thì chúng ta sẽ khó nha. Rồi, thì đối với cái bản vẽ này á, thì nó sẽ có một
một cái chú ý như vậy thôi, tức là cái chỗ hình chích ở đây, và khi mà chúng ta đọc bản vẽ thì chúng ta cũng học thêm được nhiều cái để sau này chúng ta đi thiết kế lắm. Ví dụ mình thấy chỗ này là góc thoát dao thì mình sẽ tự hiểu ở trong đầu của mình là à tại sao chỗ này người ta lại vẽ cái góc thoát dao. Rồi khi mà chúng ta gặp những cái rãnh như thế này thì chúng ta muốn trình bày ở trên cái bản vẽ của mình thì chúng ta sẽ trình bày như thế nào, thế này người ta sẽ sử dụng hình chích để chúng ta trình bày ra ha. Còn lại đối với cái chi tiết dạng này thì nó khá là đơn giản thôi, là chúng ta chỉ cần vẽ cái chi tiết dạng tròn xoay. Chúng ta vẽ chi tiết dạng tròn xoay giống như ở trên, chúng ta dùng lệnh rotate, chúng ta quay, chúng ta dùng cái lệnh là revolve để chúng ta quay nó là xong. Sau đó là chúng ta tiến hành chúng ta tạo ren và chúng ta sẽ vẽ thêm một cái lỗ taro tại vị trí này nữa là được. Thì cái lỗ taro này của chúng ta có kích thước là bao nhiêu? Nó chính là con M16 à. M16. Rồi ở đây chúng ta có một cái đoạn trục, cái đầu trục nhỏ này nữa, thì ở đây người ta không có ghi cho mình kích thước. Vì vậy sau này khi mà các bạn thiết kế đó, các bạn cũng để ý là khi mà chúng ta vẽ một cái hình trục như này, chúng ta cố gắng là chúng ta ghi kích thước ở đây luôn. Ở đây chúng ta có một đoạn trục nhỏ đây nè. Thì cái đoạn trục nhỏ này là bao nhiêu? Cái đoạn trục nhỏ này nó chính là phi 26. Ở đây thì chúng ta vô tình đó là chúng ta chỉ thấy được M30 thôi. Và nhiều khi chúng ta nhìn không kỹ á, chúng ta cứ nghĩ là M30 này á là nó xuyên suốt luôn, nhưng mà thật sự là không phải, nó còn có đoạn 5 ly này nữa, mà cái đoạn 5 ly này nó sẽ có kích thước là phi 26 tại vị trí này. Rồi, ở ngoài đây thì nó sẽ có thêm cho chúng ta một cái rãnh nữa, anh em thấy cái, chúng ta có cái rãnh không? Đây chúng ta có cái rãnh đây nè, rãnh nhỏ nhỏ nè. Thì cái rãnh nhỏ này nó sẽ có 6 ly nè, và cái rãnh nhỏ này dùng để làm cái gì? Thông thường á, tại cái vị trí mà chúng ta có bắt một chúng ta gia công trên trục của mình, chúng ta có gia công ren á, thường ở trên đó nó sẽ được phay một cái rãnh. Thì cái rãnh này á nó sẽ gắn đến một cái con gọi là cái con điểm điểm cánh ha. Những anh em nào mà làm bên đồ án chi tiết máy thì anh em sẽ hiểu cái điểm cánh. Thì cái điểm cánh này á nó sẽ đi chung với cái con đai ốc luôn, luôn lúc nào á nó cũng phải có cái điểm cánh đó ha. Cái điểm cánh đó là cái điểm cánh chống xoay. Những anh em nào chưa biết cái điểm cánh là gì á thì anh em có thể là lên Google search để mà anh em hiểu được cái điểm cánh đó và cách sử dụng điểm cánh đó ha. Ở đây thì mình có thể là chia sẻ thêm cho anh em luôn, để cho anh em nào mà chưa biết á thì anh em có thể là tham khảo luôn. Đây nó chính là cái điểm này nè anh em. Đây cái điểm này gọi là cái điểm cánh. Thì cái điểm cánh này nè nó sẽ có cái nó sẽ có cái rãnh nè. Cái rãnh này nè nó sẽ gài lên trên cái rãnh của cái trục của mình. Còn cái rãnh này nè, cái cánh này nè, sau này nó sẽ gài lên trên cái con đai ốc của mình. Ở đây thì người ta sẽ có những cái mô phỏng cho mình thì phải, để xem là nó có mô phỏng cho mình hay không. Và giống như đây nè anh em, con đai ốc của mình thì thường là nó sẽ có phay rãnh. Đây nè, nó y chang như con này nè. Đó. Nó y chang con này vậy đó. Cái trục của chúng ta là cái này. Đó, ở trên trục mình gia công ren. Ở đây thì nó có cái con đai ốc. Đai ốc thì nó sẽ có cái rãnh ở trên đây nha. Rồi trong đây là điểm cánh đó, sau khi mà chúng ta siết lại rồi chúng ta lấy cái điểm cánh này chúng ta bẻ vô cái rãnh này để nó chống xoay nha nè. Đó thì đó chính là ý nghĩa tại cái chỗ chi tiết này của mình ha. AutoCAD trên MacBook thì vẫn sử dụng được ok bình thường nha anh em. Chỉ mình dùng Inventor để mà xem mặt cắt thì chút xíu nữa mình làm xong thì mình sẽ chia sẻ cho anh em nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta vẽ cái chi tiết này thôi. Thì chúng ta có bậc đầu tiên, bậc thứ hai, xuống. Rồi chúng ta cũng tạo một cái file mới ha. Rồi chúng ta chọn New Sketch, chọn mặt phẳng này đi. Rồi ở đây chúng ta vẽ cho nó một cái đường tâm nha. Đây một cái đường tâm. Rồi chúng ta sẽ có vẽ từ đây luôn nha. Lên đây một bậc nè. Ra đây là hai bậc. Lên đây một bậc. Ra đây một bậc, chỗ này là cái rãnh thoát dao. Qua đây. Lên đây. Qua đây. Lên đây, lên đây và xuống đây. Rồi đường tâm là chúng ta kéo cho nó dính lên này luôn. Đó. Có phải là chi tiết trục của chúng ta nó sẽ có hình dạng như vậy không? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ghi kích thước. Đầu tiên là phi 26, sau đó là tới M30 thì chúng ta sẽ ghi là phi 30. Rồi ở trong đây là phi 24.
Chúng ta sẽ ghi từ từ ha. Đây chúng ta sẽ có đầu tiên là phi 26. Rồi, thằng này là phi 30. Rồi, thằng này là phi 24. Rồi, cái thằng lớn ở ngoài đó là phi 55. Rồi, cái thằng cuối cùng đó là phi 70. 70. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta ghi cái chiều dài. Chiều dài chúng ta có đoạn này 5 ly. Rồi đoạn này bằng 25 ly. Và đoạn này bằng 30 ly. Đây chúng ta có cái đoạn này bằng 5 ly. Đấy. Rồi. Đoạn này bằng 25 ly. Và đoạn này bằng 30 ly. Cuối thì chúng ta sẽ có đoạn bằng 17 và 130. Đây đoạn này bằng 17. Và tổng chiều dài của cái chi tiết này là bằng 130. Ok. Rồi sau đó thì chúng ta dùng lệnh revolve thì nó sẽ tự động xoay cho chúng ta như thế này. Ok. Bây giờ chúng ta mới tiến hành chúng ta đi vét góc. Cái đề người ta cho chúng ta vét góc là chúng ta sẽ vét góc 1 nhân cho 45 độ và 5 nhân 45 độ. Thì hai thằng này vét góc thì chúng ta sẽ cùng thực hành một lệnh để sau này chúng ta quản lý dễ hơn. Đây dùng transfer 1 nhân 45 độ. Đây 1 nhân 45 độ bấm apply. À, tiếp tục chúng ta sẽ có là 5 nhân 45 độ. Là thằng này. Rồi, apply. Rồi đóng lại. Hai thằng transfer nằm liền kề như này sau này chúng ta quản lý dễ hơn. Tiếp tục chúng ta sẽ có bo. Thì ở đây chúng ta sẽ có bo là R1 là bo ở trong đây. Nhưng mà ở đây là nó để là bo R1.5. Thì hai thằng này là một trong hai là anh em phải chọn nha anh em. À, ở đây thì chúng ta còn thấy là nó sẽ có vét thêm một cái góc chỗ góc thốt giao nữa là 0. Chúng ta có cái đường này là 45 độ. Không biết vét lại nhiêu là 45 độ nữa. Không bự là mình xem ha. Thế ở trong đây là nó sẽ có cái R là 1.5 bên đây. Rồi bên đây nó có thêm là R là 0.5 nữa. Rồi nó có thêm một cái đoạn quét này nữa. Thì cái đoạn quét này á, là nó sẽ bằng cái kích thước ngoài này nó trừ cho trong đây nè. Thằng này là 24 ly. M của mình là M bao nhiêu? M của mình là con M30. Thằng này 24, 30 chữ 24 là 6 ly. Thì trong này nó sẽ quét là 3 ly nhân 45 độ. Rồi chúng ta sẽ dùng lệnh transfer. Chúng ta sẽ quét 3 nhân 45 độ. Đây chúng ta quét này 3 nhân 45 độ. Đây thì nó sẽ ra như thế này nha anh em. Đây nó ra như thế này. 3 nhân 45 độ. Rồi sau đó nó mới sử dụng cái lệnh là fillet. Thì nó sẽ có cái R đầu tiên là 1.5. Thì 1.5 nó sẽ fillet ở trong đây nè. Đó rồi tiếp tục. Apply, chúng ta có R tiếp tục là 0.5. Thì 0.5 nó fillet tại chỗ này. Đó. Đây. Đó. Và theo đúng cái bản vẽ của nó thì nó sẽ ra như vậy. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ren. Thông thường tại vị trí này nó sẽ có góc quét luôn nè. Nhưng mà ở trong cái bản vẽ này á, thì nó không cho. Nó không cho cái góc quét tại này. Thì thôi chúng ta không quét. Tạo ren thì chúng ta dùng lệnh tạo ren trên đây. Và chúng ta tạo ren cho nó. Như thế này. Ok. Ren M30 nhân cho bước ren. Ở trong trường hợp này á là nó không để bước ren là bao nhiêu thì chúng ta cứ tạo ren bình thường thôi nha anh em. Nó ren của mình thì mình dùng ren phải. Ở đây chúng ta chọn là hệ ISO đi ha. Isometric profile. Rồi, chọn. Ok. Đây chính là ren của mình. Ở đây chúng ta cần chèn thêm một cái lỗ ren nữa thì để chèn cái lỗ ren thì chúng ta dùng cái lệnh hone. Bấm vào lệnh hone chúng ta bấm vào đây, chúng ta bấm vào cái đường bao này để mà chúng ta lấy đồng tâm. Ở đây lỗ ren thì chúng ta chọn lỗ ren nè. À, lỗ ren ở đây chúng ta có mũi khoan thì chúng ta chọn lỗ có mũi khoan ở đây ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn cái tiêu chuẩn là ISO. Rồi cái size là size M16. Rồi cái chiều sâu ở đây thì chúng ta sẽ xem. Ở đây nó cho chúng ta là
sâu vào là 16 ly là dịp đoạn gia công ren, còn cái đoạn phan là 20. Thì chúng ta sẽ nhập đây, đoạn gia công ren là đoạn này là 16 và cái đoạn phan á là 20. Hai đoạn phan này là 20. Rồi bấm OK. Chúng ta sẽ ra được cái lỗ ren như thế này. Đây là lỗ ren của chúng ta. Rồi mình xem là cái chi tiết chụp của mình còn gì nữa hay không. Rồi chúng ta còn một cái rãnh ở trên này nữa. Cái rãnh trên đây là 6 ly. Và sâu xuống thì ở đây nó không cho mình là sâu bao nhiêu ha anh em ha. Nó không cho mình ở trên đây là sâu bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta có thể là vẽ một cái rãnh file sâu xuống khoảng 2 ly đi. 2 ly hoặc 3 ly gì đấy. Ở đây như nó không cho mình thì phải. Nó không cho. Rồi chúng ta phải phay ở trên đây nè. Thì để phay trên đây thì đầu tiên chúng ta cần phải tạo ra cho mình một cái mặt phẳng phụ ha anh em ha. Chúng ta tạo một cái mặt phẳng phụ tiếp tuyến với cái mặt này. Thì chúng ta bấm ở đây chúng ta tạo cho mình một cái mặt phẳng phụ tiếp tuyến với nó. Mình chọn này chẳng hạn. Đây mình chọn ở đây. Rồi mình chọn một cái mặt phẳng là chúng ta bấm trong đây. Và chúng ta chọn một cái mặt phẳng này đi. Thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái mặt phẳng tiếp tuyến của nó là mặt phẳng này. Rồi chúng ta mới tạo một cái sketch mới. Gọi tên cái sketch mới này á, là chúng ta sẽ vẽ một cái, có thể là vẽ một cái hình slot như thế này ha. Đây chúng ta nhập ra 6 ly. Rồi chúng ta cho nó nằm như thế này. Rồi chúng ta sẽ cho nó cái chiều dài ha. Đó. Rồi ở đây nó còn cái gì nữa. Đây có khoảng cách này nó chưa cố định nè anh em. Thì chúng ta sẽ cố định nó luôn nha. Ví dụ từ đây đến tâm này. Năm đi chẳng hạn. Rồi ok. Sau đó chúng ta mới dùng cái lệnh extrude cắt. Chúng ta cắt xuống 2 ly. Ok. Thì nó sẽ ra cái rãnh như thế này nha anh em. Nó sẽ có được cái rãnh như thế này. Thì cái rãnh này là cái rãnh để mà nó lắp cái con điểm điểm cánh vào ấy. Rồi như vậy là xong ha. Rồi ở đây chúng ta có thể là gán vật liệu cho nó. Để xem là vật liệu gì đây. Đại nha. Gán đại đi. Màu này đen tối quá. Gắn màu này đi cho đẹp. Đây. Ok. Đó. Như vậy là chúng ta đã xong cái chi tiết chụp. Ở đây thì thường có một cái fillet ở đây nè. Nhưng mà ở trên cái bản vẽ của chúng ta nó đúng rồi, nó có fillet là 2 ly nè anh em. Thì mình sẽ fillet chỗ này nữa nha. Nãy thiếu chỗ này rồi. Ok. Rồi. Để mà chúng ta xem sắc nét hơn thì chúng ta vào view chúng ta chọn là xem ở chế độ này đó, thì cái chi tiết của chúng ta nó sắc nét hơn, nó đẹp hơn, nó không có những cái đường viền viền cái chỗ mà chúng ta chamfer là cái chỗ chúng ta fillet nữa. Chúng ta chọn này, chúng ta chọn trên thì chúng ta thấy cái viền viền của nó thì nó không được đẹp như này, không được đẹp thì chúng ta chọn chế độ này đó. Ok, thì chúng ta sẽ thấy là cái chi tiết của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Rồi như vậy là chúng ta có được cái chi tiết tiếp theo, là cái chi tiết này là chi tiết con trượt đúng không? Con trượt, chúng ta sẽ lưu lại con trượt. Xem lại. Ok anh em. Rồi anh em thấy vẽ trên Inventor dễ hơn AutoCAD nhiều không? Rồi chúng ta vẽ ở trên Inventor thì mình, các bạn thấy là nó có dễ hơn AutoCAD không? Rồi chúng ta dễ dàng hình dung ra được rất là rõ ràng cái chi tiết của mình luôn. Chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta hiểu được cái hình dạng của chi tiết của mình luôn. Còn khi mà chúng ta thể hiện lại cái chi tiết 2D á, thì nó phải đòi hỏi chúng ta phải có cái kiến thức về kỹ thuật đó. Từ một cái chi tiết 3D như thế này mà chúng ta muốn vẽ kết lại chi tiết 2D thì các bạn phải biết là vẽ ren như thế nào trên 2D, rồi vẽ lỗ ren như thế nào trên 2D thì nó sẽ khó khăn hơn. Còn nếu như mà chúng ta đã có phần mềm 3D rồi, chúng ta nhìn vào là chúng ta biết luôn, ta nhìn vào là chúng ta sẽ hiểu nó luôn. Thì đây chính là một cái ý nghĩa khi mà chúng ta học thêm một cái phần mềm 3D đó anh em. Chúng ta đã học xong 2D ok rồi, chúng ta đã làm chủ được phần mềm CAD rồi, thì bây giờ chúng ta dành thời gian để mà chúng ta học thêm một cái phần mềm 3D thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc học rất rất là nhiều ha. Này có đăng trên YouTube không? Thì
Buổi học thì mình sẽ có record lại và mình sẽ post lại ở trên kênh YouTube nha. Anh em lên kênh YouTube của mình. Rồi anh em hãy giúp mình thả like để mà cái buổi giúp mình thả tim cho buổi like đi anh em, để cái buổi like của chúng ta đạt được 2.000 cái like nào. Nếu anh em thấy cái buổi like này ok tuyệt vời nữa thì anh em có thể là chia sẻ cái buổi like này đến cho bạn bè của mình nha. Đơn giản quá luôn hả? Ok đúng rồi, đơn giản. Gán tâm cho một chi tiết sao anh? Gán tâm cho một chi tiết là sao em? Gán tâm cho một chi tiết là sao? Chưa hiểu lắm. Rồi tiếp tục ha, chúng ta sẽ đi qua một cái chi tiết nữa. Thì cái chi tiết này nó hơi khó một chút xíu nha anh em. Nó khó ở chỗ nào? Nó khó ở chỗ là anh em phải đọc và hiểu được cái bản vẽ của nó cái gì ha. Anh em phải đọc và anh em phải hiểu được cái bản vẽ này nó cái gì. Thì cái chi tiết này nó cũng tương tự như những cái chi tiết khác. Nó là một cái bản vẽ chi tiết hoàn chỉnh, và ở trong cái bản vẽ chi tiết hoàn chỉnh này anh em cần phải đọc và hiểu được cái hình chiếu của nó. Ở đây á, anh em thấy hình chiếu này quen không? Thì hình chiếu này là hình cắt kết hợp. Lúc nào chúng ta dùng hình cắt kết hợp? Khi chúng ta vẽ những chi tiết đối xứng thì chúng ta dùng hình cắt kết hợp. Và khi mà người ta sử dụng hình cắt, tức là người ta muốn cho chúng ta thấy được cái kết cấu bên trong của cái chi tiết đó nó như thế nào, thì lúc đó người ta sẽ sử dụng hình cắt. Và trong trường hợp này, chỗ hình cắt này người ta muốn chúng ta thấy được ở trong đây nó có một cái lỗ như thế này. Đây chính là cái ý nghĩa khi mà người ta sử dụng hình cắt này. Còn thông thường nếu như không có lỗ này đó, thì người ta vẽ luôn hình chiếu và chỉ cần một cái hình cắt cục bộ bên đây để mà người ta thể hiện cái lỗ này là lỗ xuyên suốt là xong rồi. Nếu như chỗ này nó không có thể hiện một cái hình cắt cục bộ thì nhiều khi thì chúng ta sẽ suy nghĩ là nó có thể là không phải là một cái lỗ xuyên suốt, nó có thể là một cái lỗ tới đây thôi. Nhưng mà ở đây khi mà người ta vẽ ra xong như thế này thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta hiểu là đây là một cái lỗ xuyên suốt. Ở đây chúng ta có phi 26, 4 lỗ này là 4 lỗ xuyên suốt. Rồi, cái mặt cắt bên đây là để người ta cho chúng ta thấy được là ở đây nó có một cái phi 60. Và cái phi 60 này nó chỉ sâu 13 ly thôi. Và cái hình này nó chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà để hiểu được nó thì anh em phải biết cái cách để mà anh em đọc được bản vẽ. Rồi, mà để đọc được bản vẽ thì chắc chắn là anh em phải hiểu về việc thật. Ha. Rồi, để vẽ được cái hình này thì chúng ta vẽ rất là đơn giản này. Anh em có nhiều cách. Cách đầu tiên của cái hình này á, là chúng ta sẽ sử dụng lệnh Extrude. Chúng ta sẽ vẽ rồi chúng ta sử dụng lệnh Extrude. Ở đây chúng ta sẽ vẽ ở dưới là một cái hình vuông. Là 160 x 160 là cái hình vuông. Sau đó tiếp tục ở trên đây nó là một cái phi 110, chúng ta vẽ một cái hình tròn. Nó là một hình vuông, cái hình tròn ta Extrude lên. Và trong bản vẽ này anh em thấy thiếu cái gì? Anh em sẽ thấy thiếu là tại sao nó không có nét đứt. Được chưa? Theo khi mà với cái cách mà chúng ta học về kỹ thuật á, là khi mà chúng ta vẽ hình chiếu thì chúng ta phải vẽ nét đứt, đúng không? Vậy thì ở dưới hình chiếu bằng này nó có phải bị thiếu không? Thiếu thứ nhất là nét này nó chiếu xuống là phải có cái đường tròn nét đứt. Quét góc ở đây phải có đường tròn nét đứt. Và cái lỗ trong đây phải có đường tròn nét đứt, tức là nó thiếu những cái đường tròn là nét đứt. Thì sau này khi mà anh em thiết kế bản vẽ thì anh em cố gắng là làm cho nó đầy đủ. Chúng ta vẽ hình chiếu thì chúng ta phải có luôn nét đứt nha. Khi mà chúng ta vẽ hình cắt kết hợp thì chúng ta không để nét đứt. Nhưng khi chúng ta vẽ hình chiếu thì chúng ta phải để nét đứt. Lắp ghép trục phiểu thanh truyền. Cái phần này phần lắp ghép thì bạn đợi đến cái phần lắp ghép mình sẽ chia sẻ nha. Ở đây thì mình đang chia sẻ cái phần này thì mình không có qua phần lắp ghép mình trả lời cho bạn được nha. Thông thường thì chúng ta chỉ cần là cho một cái thằng nó cố định thôi, còn những thằng còn lại là chỉ cần lắp ghép vô thôi chứ đâu có cần xác định tâm gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái hình vuông là 60 60. Ở đây trong trường hợp này là chúng ta có thể vẽ luôn bốn cái lỗ này luôn, rồi sau đó là chúng ta extrude lên một lượt luôn cũng được đó, tùy anh em. Hoặc là sau khi mà chúng ta vẽ xong rồi, chúng ta vẽ cái lỗ này rồi chúng ta sử dụng cái lệnh array, chúng ta array ra cũng được. Tùy anh em thôi, anh em muốn vẽ cách nào cũng được. Thông thường thì mình sẽ vẽ cái khối trước rồi sau đó mình đục lỗ rồi mình array ra, giống như cái quy trình mình đi làm luôn. Đầu tiên là mình có một cái cục phôi như thế này, cục phôi này sau đó mình phay xong tất cả các kiểu xong mình lấy dấu mình khoan, thì mình khoan một lượt là khoan bốn lỗ. Cái quy trình chúng ta vẽ nó thể hiện giống như là cái quy trình mà chúng ta đi gia công luôn. Chúng ta vẽ xong rồi sau đó là chúng ta mới đi khoan, đi phay rồi đi khoan và cuối cùng. Rồi mình sẽ vẽ là 160 x 160, mình sẽ extrude lên là 30 ly.
Sau đó mình vẽ cái khối là phi 110, rồi mình extrude lên là 15 ly nữa. Rồi mình sẽ mở một cái bản vẽ mới ha. Rồi ở đây thì mình có thể là chọn mặt nào cũng được. Bây giờ chọn mặt top này đi. Rồi chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật có 160. Rồi sau đó là chúng ta sẽ chốt thằng này lên là 30 ly. Rồi tiếp tục chúng ta có thể lấy cái mặt dưới nha, cái giống nó luôn. Dưới này chúng ta sẽ vẽ cho mình một cái phi 110. Rồi chúng ta sẽ chốt nó xuống là 15 ly nữa như thế này. Rồi tại đây chúng ta sẽ có một cái lỗ đó, anh em có thể là đục lỗ cho nó. Đây chúng ta đục lỗ này, bấm ngoài này để mà chúng ta cho nó về tâm. Thì cái lỗ này của chúng ta sẽ đục cái lỗ là phi 60 và nó sẽ sâu xuống là 13 ly. Đây chúng ta sẽ đục cái lỗ bình thường, lỗ không có mũi, phi là phi 60 đó, và chiều sâu là 13 ly. Ok, chúng ta có cái lỗ này. Rồi sau đó là chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta đục bốn cái lỗ ở trên đây. Thì ở đây chúng ta chỉ cần đục một lỗ thôi, sau đó chúng ta array ra. Cái lỗ chúng ta ở đây có kích thước là 110 đúng không anh em? Ở đây là 160 đúng không? 160. À, chúng ta trừ cho 110 chúng ta còn 50, thì khoảng cách từ đây ra đây là bằng 25 ly. Ta đục một cái lỗ. Đây, cái lỗ này có cái phi là 26. 26. Khoảng cách đây là 25. Rồi khoảng cách đây là 25. Và lỗ này là lỗ xuyên suốt, chúng ta kéo dài xuống. À sorry, sorry. 26. Anh em kéo dài xuống. Ok. Rồi, chúng ta dùng lệnh array ha. Ta array ra là 110. Đổi chiều lại nè. Rồi tiếp tục array cạnh này 110. Ok, bốn lỗ. Rồi ở đây nó có một cái thằng vét. Cái vét này là chúng ta sẽ vét là 0.6 nhân chụp 45. À 0.6 là ở trong đây. Ở đây chúng ta sẽ vét là bao nhiêu đây? Đây sao mà không thấy vét gì? 6.3. 1.6. Ở đây mình không thấy nó để vét bao nhiêu nè. R2. À, R2. Ai vét 6 nhân cho 45 độ anh em ha. Đây ghi ghi kích thước đây khó nhìn quá. Là chúng ta chamfer đó. 6. Rồi. Tiếp tục là chúng ta có một thằng ở đây là 0.5. 0.5 là thằng này là thằng vắt mép thôi. Là một cái rồi ở đây 0.5 nó vác mép chỗ này thôi. Rồi là sau đó là chúng ta mới bo bo thì ở đây chúng ta có bo lại bo R2. R2 chúng ta fillet nó đây, R2 và R2 trong đây. Ok rồi, đầy đủ chưa ta? Rồi ok, đầy đủ ha. Rồi ở đây mình đổi màu cho nó đi, dán một liệu vô cho nó. Rồi chúng ta chuyển cái view nhìn cho nó đẹp đẹp chút. Đây quá đẹp. Đây chính là cái chi tiết cái nắp của mình. Nắp. Rồi chúng ta lưu lại, internet chúng ta lưu lại nắp. Anh hay like lúc nào vậy? Anh thường hay like lúc 9 giờ nha.
like lúc 9 giờ trở lên nha anh em. Anh có dạy Solid không? Bên mình có Solid nha anh em, nhưng mà hiện tại thì chưa có like trên đây. À, hiện tại mình được 1,5k rồi anh em giúp cho cái buổi like của mình lên được 2k tim đi anh em. Anh em giúp buổi like của mình lên 2k tim anh em. Bên cạnh đó anh em có thể là chia sẻ cái buổi like này để bạn bè của mình cũng có thể là tham gia vào cái buổi live này cùng mình nha. Rồi hello Tiến. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ thêm một cái chi tiết nữa nha anh em. Tiếp tục chúng ta sẽ thêm một cái chi tiết nữa. Rồi chúng ta sẽ qua cái bạc trên đi. Thì lúc này cái bạc trên này anh em thấy nó đơn giản hơn không? Cái bạc trên này nó đơn giản tại vì nó là cái chi tiết tròn xoay. Và thường những cái chi tiết tròn xoay á, những cái chi tiết tròn xoay mà người ta dạng là gì, người ta gọi là nó đơn giản á, thì ở đây người ta chỉ vẽ có một hình một thôi, tức là cái hình này là nửa hình cắt kết hợp với nửa hình chiếu thôi. Đó, nửa hình cắt kết hợp với nửa hình chiếu là xong rồi. Thì ở đây cái khó nhất ở đây là gì, anh em nhìn vào có thể là anh em chưa tưởng tượng ra cái chỗ là R7.5 này nè. Đó, R7.5 này. Nhưng mà nếu như mà chúng ta suy nghĩ ok thì R7.5 này á, nó sẽ bên đây nó cũng có, nhưng mà nó sẽ có cái nét đứt. Do ở đây người ta vẽ hình chiếu kết hợp nên nó không có nét đứt. À, người ta vẽ hình chiếu kết hợp nên nó không có nét đứt. Vì vậy ở đây người ta không vẽ nét đứt, nhưng mà khi mà chúng ta vẽ ở trên 3D á, hoặc là chúng ta sau này chúng ta thể hiện ở trên 2D chẳng hạn á, thì chúng ta phải hiểu nó ha. Hoặc là khi mà chúng ta gia công, chúng ta đọc bản vẽ chúng ta phải hiểu. Thì ở đây anh em chỉ cần vẽ một cái biên dạng như này thôi. Hình này là hình dễ nhất. Ba chúng ta vẽ cái biên dạng bật như này luôn. Đó, rồi sau đó chúng ta dùng lệnh là revolve cái là nó ra nguyên cái chi tiết này luôn. À, đơn giản vậy. Rồi, chúng ta sẽ thực hành thôi. Chúng ta có một bậc, hai bậc, ba bậc, bốn bậc, một bậc, hai bậc. Hai bậc thôi. Rồi, chúng ta tạo một cái bản vẽ mới này. Rồi, chúng ta sẽ chọn mặt phẳng này chẳng hạn. Rồi chúng ta chọn cái đường tâm, bấm chuột phải chọn đường tâm. Rồi chúng ta có một bậc đi lên, bậc đi qua, rồi một bậc đi lên, đi qua, rồi đi xuống đây. À, xéo rồi. Ê. Rồi một thằng đi ngang này, một thằng đi lên này, rồi một thằng đi qua đây đúng không anh em? Đúng rồi. Trim đi ha. Rồi tạm thời chúng ta sẽ ghi kích thước con này trước nè. Chúng ta sẽ có phi phi nhỏ nhất là 32. Rồi đến phi là 55. Phi 80 và phi 85. 32, 55. Đây cái phi này là phi 32 này. Đó, rồi tới cái phi này là phi 55 này. Đó, rồi tới cái phi phi ở ngoài là phi 80 và 85 này. Đây là phi 80. Và đây là phi 85. Đó. Rồi bây giờ tới chiều dài. Chiều dài thì nó sẽ có là 15 ly và 48 ly. Đây mình cho này là 48 ly trước đây nha. Rồi thằng này là 15 ly. Và cái chiều dài của cái thằng ở trong là 10 ly. 10 ly. Rồi còn gì nữa? Hết rồi. Rồi ở đây chúng ta sẽ cho nó thẳng đứng nè. Này dân này thẳng như nhau. Full như thế này. Rồi tại chỗ này nè. Ngay giữa này đúng không? Ở đây chúng ta có là một cái đường tròn đây, anh em vẽ một cái đường tròn nha. Đây, cái đường tròn này thì nó sẽ có cái R bằng 7.5. Đây, 7.5 tức là phi bằng 15 đúng không anh em? Để coi lại nha. Có gì sai sai đấy. Trong là 55 đúng không? 55, 7.5. R là 7.5. Ok, rồi phi của mình là phi 70.
Từ đây đến đây là 70. Thì mình thấy là anh em nhìn vào bản vẽ của mình thì anh em thấy có gì nó lạ không? Thằng này là 85, 70, R7.5 thì nó ra 15. Nhưng mà cái bản vẽ ở đây nó cho của mình như thế này. Bản vẽ ở đây nó cho mình như thế này thì nó đâu có đúng anh em. Tức là nó vẫn đúng, nhưng mà cái tâm của mình vẽ đó, nhiều khi mà mình sơ ý mình vẽ đấy, là cái tâm của mình vô tình mình vẽ nằm trên đây, nhưng mà ở đây không có. Ở đây cái tâm của nó cách có 5 ly thôi. 5 ly thôi. Vì vậy cái tâm tại chỗ này là sai. Do đó mình xóa cái ràng buộc cái tâm này đi ha. Đây mình xóa cái điểm này đi nè, delete nó. Mình mới kéo cái này ra đây. Rồi từ đây mình mới đo là từ đây đến cái tâm này là bao nhiêu? 2.5 ha. 2.5 thì có khoảng cách từ đây đến đây là nó mới bằng 5 ly chứ. Đúng không? Từ đây đến đây là bằng 5 ly. Thì nó mới ra như thế này. Rồi bây giờ dùng lệnh trim ha. Rồi. Khi mình dùng lệnh trim như vậy thì bây giờ nó sẽ có một cái thằng đó là nó chưa có ràng buộc. Thì thằng chưa ràng buộc là thằng nào? Ví dụ anh em kéo, anh em kéo nè. Anh em thấy là nó có một thằng nó chưa ràng buộc, anh em thấy không? Chưa ràng buộc là do nó bị mất cái kích thước rồi. Do nó bị mất kích thước. Tổng cái kích thước của mình là bao nhiêu? Là 48, nó bị mất rồi, do mình trim nó bị mất rồi. Bây giờ mình phải ghi lại. 48. Rồi khi mình ghi lại như vậy thì cái cung này bây giờ nè, anh em thấy nè. Đó, nó bị chạy đúng không? Vì vậy mình phải ghi thêm một thằng nữa cho nó cố định luôn. Hoặc là chúng ta ràng buộc cho nó thẳng hàng, tức là thằng này nè với thằng như đây. Nó thẳng với nhau như thế này. Đó. Thì chúng ta sẽ cố định được cái tâm của mình như thế này. Đó. Rồi ở đây còn cái đường tâm này nữa thì anh em có thể là ghi luôn cái kích thước cho cái đường tâm này cũng được. Chụp đây ha. Ok. Rồi chúng ta dùng revolve, chúng ta quay một cái là xong. Nó sẽ ra được dạng như thế này. Đây nó sẽ ra cái rãnh như thế này ở trên đây. Ha, trốn quả vô coi nè, ghê vậy. À, mấy cái ràng buộc là gì? Ràng buộc tức là chúng ta phải cho những cái sketch của mình đó, nó được liên quan với nhau. Giải thích là sao? Đây, ví dụ như nè. Những cái sketch của mình nó phải full như thế này. Giống như nếu như mà nó thiếu một trong những cái ràng buộc đó, ví dụ nó thiếu ràng buộc ở đây, thì khi mình di chuyển nè, anh em thấy không? Là cái hình của mình nó có thể nó chạy ra chạy vào được, nó không có cố định ha. Và sau này khi mà chúng ta chỉnh sửa cho nó khối 3D, ví dụ chúng ta muốn vẽ thêm những các kiểu á, và sau này chúng ta muốn chỉnh sửa nó thì nó sẽ chạy lung tung hết, rất là khó chịu. Vì vậy khi mà chúng ta lên một cái sketch nào rồi đó, là bắt buộc là chúng ta phải cho nó full như này hết, tức là nó phải được ràng buộc tất cả các kích thước cũng như là ràng buộc cái hình học của nó, để sau này chúng ta muốn chỉnh sửa nó thì nó mới được dễ dàng hơn, nó không có bị chạy. Hoặc là nhiều khi mà chúng ta vào môi trường lắp ghép, chúng ta lắp á, à, chúng ta gấp lắp mà có những cái ràng buộc, những cái đối tượng của mình mà nó chưa được ràng buộc á, thì nó sẽ tự động nó biến cái hình của mình luôn, tự động nó thay đổi cái hình của mình á. Vì vậy tốt nhất là mình sẽ ràng buộc như thế này nha. Vẽ sketch xong là phải ràng buộc cho như thế này hết. Rồi ở đây chúng ta có bo cái R1 nữa là xong. Rồi chọn fillet, chúng ta bo R1 đây. Ok rồi, chọn vật liệu cho nó. Đây chi tiết này nó sẽ ra dạng như thế này. Rồi hồi nãy có anh em là hỏi khi mà chúng ta cắt ra như thế nào á, thì anh em sẽ bấm vào effect, chúng ta chọn section ha. Ở đây chúng ta sẽ tạo một cái mặt phẳng cắt nè, ví dụ mặt phẳng này ha, chọn mặt phẳng này là mặt phẳng cắt nè. Đó. Mình quay hướng ra ngoài để mình nhìn nè, like. Đó. Thì nó sẽ ra dạng như thế này anh em. Đó. Đây có phải là khi mình cắt ra nó ra gì không? Rồi chúng ta coi cái hình nè. Rồi, nó cắt ra nè. Đây nó phải ra như thế này không?
Đó. Tức là khi mà chúng ta lên 3D rồi chúng ta vẽ xong chúng ta kiểm tra đã rất là dễ dàng. Chúng ta dễ tưởng tượng hơn 2D rất nhiều. Chuyên ngành của anh là gì? Chuyên ngành của anh là cơ khí chế tạo máy. Chọn màu mà bảo vật liệu. Chọn màu hay vật liệu vậy đi. Ở bên đây là vật liệu. Ở bên đây là màu của vật liệu anh em. Bên đây là màu của vật liệu thì mình cứ chọn thôi. Ô vậy có bắt bẻ được nữa anh em ạ. À. Thì bên đây là vật liệu này. Anh em muốn chọn vật liệu thì anh em ghé vật liệu bên đây. Còn bên đây là mình chọn màu của vật liệu anh em. Có khóa học nào từ đầu không anh? Có em à. Khóa học từ đầu thì anh em lên trang web của mình anh em học nha, khóa miễn phí. Anh em nhiều khi anh em xem anh em. Rồi cái này là cái bạc trên này, chúng ta sẽ lưu cái bạc trên này lại. Control cell. Rồi như vậy là chúng ta đã có được 4 chi tiết. 1, 2, 3, 4. Rồi những cái chi tiết còn lại thì có lẽ là ở trong những cái buổi sau á, mình rảnh thì mình chia sẻ cho anh em ha. Chúng ta làm xong rồi chúng ta sẽ lắp lại. Rồi chúng ta mô phỏng nó. Rồi sau đó chúng ta xuất ra bản vẽ 2D. À, từng chi tiết chúng ta có thể là xuất ra bản vẽ 2D dạng kiểu như thế này. Đó. Rồi chúng ta ghi kích thước đồ này nó các kiểu ha. Thì cái nội dung đó thì ở trong những buổi tới mình sẽ chia sẻ cho anh em. Nha, những anh em nào mà muốn theo dõi cái series này thì anh em sẽ tham gia vào nhóm của mình để mà anh em biết được cái lịch live nha anh em. Mình sẽ post cái lịch live vào trong nhóm của mình nha. Anh em đã tham gia vào nhóm của mình hết chưa? Anh em đã tham gia vào nhóm của mình hết chưa? Nếu như mà anh em chưa tham gia vào nhóm của mình thì anh em quét mã QR để anh em tham gia vào nhóm của mình nha. Rồi nội dung lý thuyết của mình ngày hôm nay thì nó sẽ dừng lại đây thôi nha anh em. Ở trong những buổi sau thì chúng ta sẽ tiếp tục nhé.